Nước này là nước cơm hay nước cháo? Dạ, nước cháo. Nước cháo hả? Dạ, để nước cơm nấu là ít lắm. Rồi mình pha kèm sữa vô. Dạ. Để mà tăng cường chất dinh dưỡng hả? Dạ. Chứ là nó đỡ no hơn, đỡ tốt sữa nhiều. À. Dạ. Sữa chứ, cái này là nó ngắn thì sữa như lắm, khổ sữa. Con ngủ quá, con ngủ quá, hả con cha. Thôi chứ con nó hả như thế này. Này đi vô có gần không hay là xa? Dạ, cũng hơi xa xa. Ồ, giờ sáng mà cho mấy đứa đi bán này cũng vất vả lắm. Quá trời mệt ha. Mệt lắm. Hai bé nặng rồi còn thêm bé gái nữa, nhưng mà được cái là may là mấy đứa nó cũng nghe lời, không có đứa nào quấy khóc. Trời ơi, cầm bánh ăn chắc dữ hơn, nãy giờ không rớt luôn. Còn ngủ rồi đó hả? Dạ. Ngủ rồi. Còn chị có thẳng cái gì nữa nè, lấy cái gì khác đi, con mở cửa. Thấy mấy đứa nó dễ chịu quá ha. Trộm vía là là để cho mẹ bán, chứ còn mà khóc là mẹ sao mà bán được. Không được cũng thấy được chứ sao. Ngủ ngon lành luôn. Nó quen hơn mẹ nó rồi. Lỡ một chút xíu mà nó khóc như vậy, phải bồng nó ra đường đi vậy nè. Dạ. Đây là cái nơi ở của mấy mẹ con này mọi người. Phải này mà giáp giáp mặt đường á, mày buôn bán cũng được ha, này xa quá cho mày không có ai á. Buôn bán gì với lại nó cũng khó với mẹ luôn coi nè, cũng dán nó chứ sao vậy. Giờ vô là cho Kim Thư ngủ ha, Kim Thư là ngủ quất quần câu à. Giống cái gì nó ngủ giống cái gì mày. Ai đi xuống nè bé. Xuống nè con bông. Xuống nè con, xuống em ngủ nè. Để nó từ ảnh lên á. Để lên. Cho em ngủ coi. Giỏi nè. Ừ. Mẹ đây, mẹ đây. Chị này lại quen hơi mẹ rồi ha. Bỏ xuống là không khóc. Em này nhõng nhẽo lắm. Khóc mà cho chị Thư dạy luôn rồi nè. Chứ thường mà chị đi bán rồi ở nhà rồi có khóc vậy không? Nếu mà để ở nhà á. Thì cũng có thể không thấy mẹ thì đỡ khóc hơn. Khi nào nhớ dữ lắm thì mới khóc. Rồi. Này thổ nhưỡng tốt cái sao mà thấy bé nào cũng đã quá trời luôn ha. Mày bao nhiêu tuổi rồi con? À 30 tháng rồi. 30 tháng trời ơi, này chắc phải trên 20 ký rồi. Tết tới là 3 tuổi ký rồi. 28 ký. Trời đất ơi, gần nàng bằng chú rồi. Chú đi riết. Đây là cô làm cái này nè mọi người, cắt cái này. Một cái bao vậy là được 30 ngàn qua. Bao đó mọi người, một cái bao lớn vậy nè. Đó là bao dữ đó. Giờ làm vậy sợ trẻ con bóc chúng là cái nhựa nó cũng đắng lắm á. Nhưng mà ở đây thì phải làm một cưng ngon chứ. Ở nhà rảnh là làm cái này là thuận tiện nhất rồi. Kiếm tiền xài. Chứ có hai chồng già là ổng đi làm đó, ngày cũng có 200. Này con cô hả? Này cháu ngoại. À cháu. Giữ cho mẹ anh. Mấy đứa này khóc, giữ dần luôn cô hả? Mỗi lần khóc không biết dỗ sao luôn á. Nó lạ đó, khó dỗ lắm. Mẹ nó yên vui, nó ở nhà với bà ngoại nó cũng có. Dạ, thấy chị cũng quá là cực luôn. Tại một mình vừa đi bán mà vừa chăm cho ba bé nhỏ. Chứ con nghĩ đi, ở nhà cô nè. Cô với lại chú rồi với mẹ ba nó nữa mà lo cho nó còn quải nó. Khi bên bệnh có mình nên để chợ đồ kia. Sữa nó hai đứa thì một ngày một hộp. Rồi con nhỏ lớn không tính. Nhỏ lớn uống sữa tươi không tính. Rồi có mình thì sao bươn chải. Dạ. Rồi bây giờ hôn gỡ đi làm, con biết đi làm, không có làm mà gỡ gì mấy. Tốn tiền lắm á. Dạ. Tiền đâu, mỗi một tháng là gỡ đủ đó. Tiền nó gỡ rồi. Tiền ăn, tiền nhà không có. Dạ. Nước này là nước cơm hay nước cháo? Nước cháo. Nước cháo hả? Dạ, để nước cơm nấu là ít lắm. Rồi mình pha kèm sữa vô. Dạ. Để mà tăng cường chất dinh dưỡng hả? Chứ là nó đỡ no hơn, đỡ tốt sữa nhiều. À, ấy là chị ấy dùng cơm nấu cháo ra xong rồi lấy nước cho người để mà có thêm cái tinh bột đó, xong bắt đầu pha chung với sữa để cho em bé được no lâu hơn. Hai đứa uống chung một bình luôn hả? Dạ, hai đứa hai bình. Thấy bình sữa rồi đó. Cái bình sữa là tự ôm uống à.
Dạ. Xin nha, giờ có bỏ bánh ra không? Có sữa rồi có bỏ bánh ra không? Cho mẹ xin nha. Dạ. Cho mẹ này đi. Không cho hả? Vừa uống vừa ăn mẹ luôn hả? Cho mẹ này đi. Mẹ mày cho sữa nha. Mẹ cho con sữa cho mẹ này nha. Nha. Cho mẹ đi. Cho mẹ xin nha. Thì là bé thích ăn bánh hơn. Bánh của mẹ ngon nên là nên là bé thích ăn đó, người thấy không? Sữa nè. Cho sữa. Cho mẹ đi, mẹ cho sữa. Nên là nó kêu mẹ mẹ cho ẵm em rồi ẵm em. Mẹ cho con rồi mẹ cho sữa nè. Rồi em nha. Mẹ cho em nha. Rồi, em cho mẹ này nha. Rồi. Bây giờ là ngủ xong bắt đầu bà ngoại vô căn rồi chị đi bán. Dạ. Cỡ này chắc chiều nó chiều ngủ rồi chứ gì nữa. Dạ. Sáng thức sớm là giờ ngủ. Ơi. À. Thì không khỏe ha. Nhưng mà thường là đi bán là có trẻ con bé theo thì người ta sẽ mua nhiều hơn chứ hả? Dạ. Hay là cũng vậy? Vì cũng có khi có nhiều người sữa uống là nguyên tháng luôn hả? Ta cân người ta mua. Dạ, gửi cho các bé một ít sữa để mà cho đỡ vất vả. Đấy đi đi, cho mẹ nó ấy, cho mẹ. Đó tiền trọ đó, không biết có đủ tiền chưa nữa. Mới thì lát. Có chế độ ăn lại nè. Nhìn nè. Mọi người con cái chân của bé nè. Đã không? Thiếu sữa chứ, nó mà có sữa là nó sổ sữa dữ lắm luôn á. Ôi cái này sổ quá trời sổ rồi con. Nó ngắn, nó đâu có bự như đâu. À, nhìn nè. 9 tháng rồi phải không chàng? Dạ 10 tháng. 10 tháng rồi mà có bé lớn rồi nó đâu có sổ sữa. Nó thiếu sữa chứ, cái này là nó ngắn, là sữa dữ lắm, sổ sữa. Này được rồi coi. Còn hơn nữa là bị bé phì đó. Này là được rồi, này là ok rồi. Thì nó vô vô vậy là ok rồi. Mình sữa con gái thì sữa quá con chứ sữa gì. Ai đi đầu hạt rồi. Đi đi gì mà. Xíu nữa là vậy nữa. Ba mi theo chú nha. Thì có bánh nha. Đi. Chú này, chú đi. Có sữa, có đồ chơi luôn á. Vậy thôi bắt em này đi nha. Cho em à, chịu không? Cho em nha. Bắt em này đi nha. Cho hết này nữa đi. Nha, không chịu không? Hả? Dạ đi. Cho em nha. À, bé này về. Xong. Bé về. Ẵm em luôn rồi. Cô ẵm giùm bé này về nha cô. Cho nha. Rồi, đi về nha. Ẵm đi đi. Rồi, ẵm đi luôn. Đi luôn. Lên xe đi giờ kìa. Nghe em lại. Em bây giờ kìa. Rồi không dành luôn à. Không dành luôn rồi cho ảnh tự nhiên rồi. Dành sữa hay gì hả? Dạ em dành sữa với con hay sao? Còn uống không? Ý là bé này còn uống sữa không? Uống dạ, sữa tươi mà đúng không? Này uống 7 8 hộp á. Uống dữ vậy hả? Rồi. Không cho uống khóc lên, cứ nhảy đạp đạp vậy anh. Vậy hả? Cả chị cả em đều được ha. Em cả chị cả em mà ai đứa nào cũng thèm sữa dữ lắm. Con kia mới 2 tuổi mà dễ gì có sữa rồi. Sữa này mà dễ gì có. 2 tuổi được bao nhiêu ký rồi? 2 tuổi 17 ký. 17 ký được quá ha. Ai đi đầu phạt bởi đi ngoại hả chỗ. Rồi bé kia làm rớt cái miệng sữa rồi, anh quơ anh lấy rồi. Kiểu như nhiều gia đình á thấy con kén anh là lo lắm nhưng mà gia đình của chị Trang là gần như là không phải lo cái khoản đó rồi. Dạ. Bé nào cũng chịu ăn chịu. Vậy là cái công việc của chị cũng vất vả chứ ha. Sáng bán ở đó rất là mệt rồi bắt đầu có khi ngày em ngủ có 4-5 tiếng à. Về là phải nấu về nướng rồi lắm, nhiều khi mệt lắm về gặp mấy bé này nó cứ bu nhiều khi làm đồ vậy nó cứ lợi đứa nắm áo đứa nắm đầu đứa nắm cổ vậy đó. Cũng quải lắm là tại Trung Quốc hả? À, dạ đúng rồi hàng nội địa á. Bao nhiêu một bịch vậy? Dạ một bịch là 100-101 50 cái à, cũng rẻ hơn á. Thường nếu mà đã mới là tầm 320 là được 80 miếng là mắc gấp đôi. Dạ gấp đôi hơn
hơn luôn á. Nên là ví dụ mỗi cứ mỗi lần mà mua hai bịch là có khi xài 5 ngày, có khi xài 6 ngày tùy theo vậy đó. Nó đù dữ lắm. Đứng trận được rồi, sắp đứng trận là nhịn là đứng buông tay rồi. Hồi xưa là lúc mà hai bé này là không có trong kế hoạch của anh chị. Dạ đúng rồi. Do con bé này nó bú mẹ chứ tự nhiên bỏ kế hoạch á, tới lúc về dính bầu là không có tính để, tại thấy cũng khổ quá, với lại nuôi không nổi á. Xong rồi cái em mới đi khám bác sĩ là lúc đó được 5 tuần. 5 tuần là có một bé thôi. Xong bác sĩ mới kêu vậy thôi em về suy nghĩ coi em có để không hay là em tính làm sao. Xong rồi rồi bác sĩ hẹn 3 tuần nữa sau lại khám. Xong cái về suy nghĩ hoài. Tính không để thì người kêu để, người không kêu để gì đó, rồi cứ suy nghĩ hoài. 3 tuần nữa sau lại siêu âm, siêu âm cái thêm bé nữa. Bác sĩ kêu em ơi chúng có độc đó, thêm bé nữa là thành cặp sinh đôi. Rồi lúc đó còn cũng ngay tháng 7 nữa, thế giờ bỏ cũng tội quá, giờ cũng biết sao mà để thì cũng vừa nguy hiểm mà vừa khó khăn nữa, sợ nuôi không nổi. Xong rồi cái suy nghĩ hoài, thế giờ quyết định để lại luôn. Tháng 7 năm ngoái đó. Dạ tháng 7 năm ngoái. Này là tháng tháng 12 năm nay rồi. Là đúng 10 tháng á mọi người. Bông à, bông nằm đàng hoàng nha chúng em nha. Có cái võng là em vậy là bông vàng luôn á. Dạ có một cái một bắt làm được có một cái một. Ơ chân con cho con chào con. Chào. Đây cho con uống sữa nha. Nha. Mẹ cho em uống sữa này. Rồi là bạn trai nằm xuống này. Thôi thôi mà thương. Chào. Chính là tới giờ, là tới giờ đòi hai đứa rồi đó. Này mẹ cho, mẹ cho, mẹ cho. Ờ con buồn ngủ quá. Con buồn ngủ quá hả con cha. Thôi cái con nó hả con cha này. Đó. Cành anh ha. Dạ cành anh lý lắm. Cái ảnh cái này là đứa kia cành anh vậy nè. Dạ kì. Ừ. Đây bánh nếp nè. Bánh nếp nè. Rồi, dạ, cảm ơn chú. Chú. Ủa dành dành dành, dành nè của con nè. Đừng có dành. Đừng có dành của chị nha. Dạ chú cho con kìa. Ừ à. Ủa con ăn luôn hả? Đây cho em nè. Dạ chú. Dạ chú cho em kìa. Rồi, cho em đi con, cho em đi. Em trả cho em một cái. Con một cái thôi, trả cho em một cái. Rồi, xong luôn, hết luôn rồi. Em kỳ quá, trả cho em một cái nào. Dạ. Lúc này thì chị có kể với Cúc Chiến là khi mà mang bầu bé là cũng suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Dạ. Thế hai vợ chồng có bàn bạc để thống nhất ý kiến với nhau không? Dạ, ông chồng thì ông đòi để cho con đông nhà, đông cửa cho vui. Mà em thì thấy cực quá, với lại chi phí nuôi nhiều quá, em sợ nuôi không nổi á. Cho nên là không có tính để. Lúc đó mới biết có một bé thôi. Xong rồi cái đầu đi siêu âm, 3 tuần lễ sau siêu âm thêm bé nữa là mới ra hai bé. Hai bé luôn? Dạ, là bác sĩ nói giống như là một bé đầu trước, một bé đầu sau. À, lúc đầu là chỉ thấy được một bé thôi? Dạ, lúc đầu chỉ có một bé thôi. Xong rồi 3 tuần lễ sau mới phát hiện thêm bé nữa, là siêu âm kỹ lại mới phát hiện thêm bé nữa. Lúc đó thì chắc hai vợ chồng cũng hoảng loạn lắm à. Dạ. Tại vì nghĩ là bé kế hoạch một bé thôi. Dạ. Không ngờ là hai bé luôn. Hai bé cái nói không biết suy nghĩ nuôi sao này kia, rồi chi phí hả làm sao này kia nọ. Trời lúc sanh nó khổ lắm. Lúc đi sanh hả không có tiền đi sanh. Đi lên bằng mổ không có tiền đi sanh hả, phải nhờ mà mợ á xin cứ mỗi người vài trăm gom được 5 triệu vô tạm ứng đi lên sanh. Thì tới nay là trả xong cho bệnh viện chưa? Dạ trả xong hết rồi. À, lấy giấy tờ về hết rồi đúng không? Dạ, hồi đó chị đi sanh ở đâu? Dạ ở Hùng Dương. À Hùng Dương, là tổng cộng chi phí hết bao nhiêu? Dạ, có bảo hiểm đó mà em còn đóng mình 9 triệu mấy luôn rồi chị. Dạ cũng tương đối rẻ đó ha. À, nhưng mà cái lúc mà hai bé này ra là được có, chị nói là 2 ký mấy thôi ha? Dạ, một đứa 2 ký 50, đứa 2 ký mốt 50. Lại sinh đôi mà cũng cỡ đó thôi. Bác sĩ còn nói giỏi nuôi chổi. sinh non, sanh thiếu tháng mà được nhiêu đó ký là... Hồi là được mà mấy tuần? Dạ có 34 tuần mấy, chưa được 35 tuần. Còn thiếu tầm 5-6 tuần ha. Vậy mà bây giờ mọi người coi nha, bé này là bây giờ là được 9 kg rưỡi, còn bé này là 10 kg. Rất là ok luôn. 8 kg rưỡi 9 kg ha. Thì cũng ok rồi, tại vì mới có 10 tháng chứ mấy. Bây giờ nhìn cái vẻ ngoài của bé là lớn hơn, tại vì có thể là cái lượng xương không có nặng xương mà nặng thịt nhiều. Nhưng mà trước đây thì khi mà có một bé này chắc là hai vợ chồng nó thảnh thơi hơn nhiều đúng không? Dạ. Thì lúc đó là
À, chồng làm công việc gì và chị làm công việc gì? Em làm công việc chở ga luôn, còn em thì cũng mua bán chè giống vậy, bán cho tới gần xanh bé này mới nghỉ. À, thì lúc mà một con thì khỏe hơn đó, không đâu có suy nghĩ nhiều, tại một bé thì cái chi phí nó cũng chưa có nặng lắm. Rồi cho tới khi mà sanh hai bé ra thì mọi thứ nó thay đổi như thế nào? Sanh hai đứa mẹ này ra nó gian nan đủ thứ hết, chăm cũng cực mà chi phí cũng khó khăn nữa. Ừ. Nên là nó cũng chỉ có gắng cố gắng thôi chứ cũng không biết sao. Lúc mà trong tháng á, trong tháng là dạ, chắc là chỉ có một mình chăm tự làm hết rồi tự giặt giũ luôn. Rồi sanh mấy con tuần là em cũng xuống làm công việc này kia rồi rửa chén rửa bát rồi giặt giũ này kia rồi nói chung là em cũng tự lo với ba đứa luôn. Còn chồng là sẽ đi làm. Chồng đi làm. Cái lương công nhân của anh vậy thì một tháng được bao nhiêu? Dạ lương cao lắm là từ 7,5 triệu đến 10 triệu. À, là luôn là cao nhất rồi. Thực sự thì ngày hôm nay ghé qua lúc nãy mình cũng hỏi thăm thì cũng biết được cái câu chuyện buồn là cách đây một tháng thì ba của các bé đã bị cơ quan chức năng là tạm giam, tại vì anh ấy có liên quan tới một cái việc là tiêu thụ xe không hợp pháp, nên là bây giờ chỉ còn một mình chị ấy cùng với lại bà ngoại ha lo cho ba bé này. Nhưng mà chị có nghĩ là do cái hoàn cảnh gia đình mà chồng phải làm liều không? Dạ, tại khó khăn quá, gặp bữa đó là ngay tới tiền nhà, rồi họ con hết sữa nữa, rồi xong rồi cái bạn ảnh mới kêu thôi đi ra mua chiếc xe đó đó, người ta hẹn ra đó lấy xe này kia đồ, rồi không mới rủ ảnh đi lấy xe, đó rồi đi lấy xe về, rồi qua đâu thì vài ngày sau là công an xuống bắt luôn. À, cái xe đó là mua giá rẻ rồi mình bán lại giá khác đúng không? Dạ đúng rồi, thì mua giá rẻ nhưng mà cái người làm chung với ảnh thì không biết là người ta bán lại giá nhiêu. Nhưng mà lúc mà mua vô thì mua giá rẻ. Cũng có thể là do là tới tiền nhà rồi thêm con này kia nữa là quyết định là làm liều. Nhưng mà cái đó là tiêu thụ xe gian hay là đi... Cái đó là tiêu... Hay là mình đi lấy xe của người khác? Thì là lấy xe là mình tiêu thụ xe gian, không có nghĩa là giống như là mình là cái đầu ra của xe gian á. À chứ không phải là mình đi ấy đúng không? Người ta mang tới mình bán rồi mình lấy xe mình đi. Hiện tại thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra chứ chưa có kết luận chính thức đúng không? Cái ngày hôm đó là lúc đó là anh bị bắt là ở nhà này luôn hả? Anh vừa đi chở con bé đi chợ mua đồ ăn về là mấy anh đứng trước hình sự đứng chờ sẵn. Mà lúc xuống kiếm em cũng không nói với em là sao hết, chỉ hỏi em là chồng em có nhà không, có gì không, chồng em vừa đi chợ. Cái chiếc xe đó là đang ở nhà mình luôn? Dạ là anh lấy cái xe đó là từ ở bên chỗ anh kia là anh mới vừa chạy về nhà thôi. Cái chiếc xe đó là chiếc xe Alac. Là anh mới vừa lấy anh chạy về nhà xong rồi đầu anh chở bé đi chợ xong rồi về đâu khoảng 2-3 tiếng là lại thấy là chiếc xe đó đem về nhà được 2-3 tiếng rồi xong rồi chắc anh thấy anh hình sự xuống kiếm ảnh xong rồi là mời ảnh với chiếc xe luôn, anh thấy là xuống là hỏi ví dụ chiếc xe xong rồi mời ảnh lên luôn. Đó cũng là một cái bài học cho mọi người đó, nếu mà khi mà mình mua bán một cái gì đó nếu mà nó rẻ mà những cái xe bất hợp pháp là chắc chắn là mình cũng bị liên đới trách nhiệm bị tiêu thụ những cái tài sản bất hợp pháp, là một cái bài học cho mọi người. Cái thời điểm là có mấy bé ở nhà luôn hả? Dạ, và em với mấy bé là đều ở nhà hết. Chắc khóc quá trời luôn chứ gì nữa. Chính vì vậy là bây giờ chỉ còn một mình chị ấy là chăm ba đứa con này càng khó khăn hơn nữa. Ở nhà cứ đòi mẹ vậy đó. Trời đất ơi. Không bám mẹ không mà, không có ở nhà thôi chứ có ở nhà là nó đòi dữ lắm. Ôm mẹ lên nè. Cái rồi chị đi bán về rồi mấy đó nó đòi về sao mà chị có thể đi là có thể làm được nữa? Dạ tối thì giống như là có chị hàng xóm với có ngoại rồi nó bò ra bắt nó vô, nó bò ra bắt nó vô cứ ngồi cũng vừa dỗ vừa dụ vậy đó. Nó cũng đòi rồi thôi lấy lại nó nóng cổ áo em đứng lên vậy đó. Bữa giờ anh chồng mà bị bắt một tháng rồi chắc cũng chưa được thăm nuôi đâu hả? Chưa được thăm đâu, tại vì đang tạm giam để điều tra mà đúng không? Có thông tin về gì chồng không? Cho gì hết, chỉ có là gửi đồ vô thăm nuôi thôi. Mà giờ ở nhà em khó khăn quá, em cũng không có vô gửi đồ, gửi đồ ăn cũng là đòi mẹ đúng không? Ôi mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Tháng qua thì chắc chị cũng áp lực nhiều cái lắm không? Anh bị bắt vài ngày rồi, ngày anh bị bắt trong túi chỉ còn có 70 ngàn. Đó cho nên là hả rất bớt sang ban liền luôn, em hả buôn ra không có tiền có bạc liền luôn. Anh bị mất chừng vài ngày là em kiếm đường em đi bán liền luôn, chứ ở nhà ngày nào là
chi phí ngày đó là cao lắm, cho nên là không có ở nhà được ngày nào, vừa phải suy nghĩ đủ điều, đêm không ngủ được mà phải chăm con, phải đi bán nữa, nó áp lực đủ thứ hết. Này cũng là một cái câu chuyện ha, để chúng ta suy ngẫm. Ví dụ như khó khăn quá thì phải lúc nào phải cố gắng cho mình, đừng có nghĩ tới việc làm liều rồi bắt đầu lại khổ cho vợ con nữa, đúng không? Cái hồi mà anh làm vậy chắc chị đâu có biết đâu hả? Nếu biết là mình cũng phải ngăn cản chứ, để mà làm gì thì rất là nguy hiểm đó. Thì ảnh có nói là bạn ảnh là làm chung với bạn ảnh, đi qua làm phụ bạn ảnh thôi. Bạn ảnh trả thêm tiền vậy đó, anh chỉ nói đơn giản là vậy thôi. Nếu mà như anh không biết đó là xe gian tiêu thụ thì chắc là cũng sẽ được ấy, nhưng mà thì sợ rằng mà biết mà vẫn làm liều á. Ví dụ người ta nhiều khi người ta điện rồi kêu đi lấy xe hay gì đó, điện cho bạn ảnh thì bạn ảnh mới kêu ảnh đi vậy đó. Đây, cái này là căn nhà, nhà trọ ha, mà chị ấy đang ở cùng với lại ba người con. Ở trước kia là có thêm chồng ở đây nữa. Này là một tháng bao nhiêu tiền? Dạ, tiền nhà 1 triệu 7, tiền điện nước vô có khi 2 triệu 2, 2 triệu 3. 2 triệu 2, 2 triệu 3, dạ, thêm điện thì sửa tả cho con nữa là một tháng là chị cũng phải là ít nhất là 5 triệu, 6 triệu ha. Dạ. Mà bán buôn thì nó cũng... Tiền mua đồ ăn nấu cháo cũng phải vài chục ngàn. Ví dụ như mình mua lạng mấy thịt bò về mình nấu cháo, rồi con bé lớn nó ăn, rồi hai đứa nhỏ. Còn em thì nhà khi ăn gì cũng được, có khi có cơm nguội ăn cơm nguội, có khi có mì gói ăn mì gói. Mà có khi em đi bán em cũng nhịn đói cả ngày luôn, tới tối em mới về em ăn được một chén cơm vậy đó. Như kêu ba ba khi mà ba bị bắt bây giờ bé lớn chắc cũng biết mà đúng không? Có hỏi gì không? Bé lớn thì chưa biết, nó biết rồi, không có ba nó nhà thôi. Lâu lâu cũng ba đâu rồi, ba đâu rồi thôi, chứ cũng không có biết. Nhưng mà giờ trong cái tình cảnh vậy rồi, bên nội có phụ được gì không? Dạ không, giờ bên nội cũng khó khăn, giờ cũng không có phụ được gì hết. Bà nội vậy dưới quê nữa, cho nên là giờ em tự ôm hết. Thì một năm này là cũng một cái năm khá là xui xẻo đó mình ha. Khi mà mọi thứ nó ập tới là cũng mới sanh con trong năm nay chứ đâu. Mới sanh hồi tháng 2. Dạ, em sanh hồi tháng 2. Em sanh hồi 5 tháng 2. Này là đang làm nũng mẹ hả? Dạ. Làm nũng vậy đó hả? Ngủ rồi, nhưng mà thôi chị cho hai bé lên ngủ đi. Có nằm chung võng không hay là nằm riêng? Nằm chung được, nó đạp nhau hồi đó, không có đứa nào ngủ được đứa nào. Con ngồi xuống cho em nằm đi con. Có một cái võng duy nhất mà bé nào cũng muốn nằm. Con bé con ai cũng dành hết. Con bé lớn thì nó cũng dành. Con mẹ xuống. Chú đạt. Dạ. Không cho hai đứa nằm hai đầu được hả? Được á, nhưng mà nó nằm chơi thì được, chứ còn nó ngủ thì không nằm được. Ôi, cho thương em nha. À, thường là nằm vậy đó. Thương em. Có quán nhau không? Cho con thôi mẹ cho. Ôi, mẹ thương nè. Nằm mình á. Mình á, nó chịu chứ còn nó chịu nằm chung. Thấy vất vả kìa mọi người. Ba. Kêu ba hả? Ba đâu rồi? Ba đâu rồi? Nó chỉ với ngoài đường.